Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và hôm nay thì em sẽ làm video để cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Veloz thời điểm tháng 4 năm 2024 này. Và chiếc xe Toyota Veloz có hai phiên bản, là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp. Trước mắt chúng ta đây là phiên bản cao cấp màu trắng ngọc trai và giá lần lượt các phiên bản như sau. Đối với phiên bản tiêu chuẩn thì có giá niêm yết là 638 triệu và hiện tại thì bên em đang giảm là 24 triệu tiền mặt. Tính ra lăn bánh cho anh chị bây giờ rất là rẻ, chỉ có là 683 triệu và anh chị quan tâm đến trả góp thì chuẩn bị giúp em số tiền là khoảng 192 triệu. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản trước mắt chúng ta đây thì có giá niêm yết là 660 triệu và hiện tại thì bên em cũng đang giảm 24 triệu tiền mặt mà tặng cho anh chị kèm theo gói phụ kiện. Thì tính ra lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 707 triệu và trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 198. Vừa rồi thì em đã đi xung quanh xe và cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Veloz thời điểm hiện tại. Thì tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh chị, đối với anh chị chưa nắm được thông tin về xe thì xe Veloz này, cái phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp thì nó chỉ chênh nhau số tiền nó cũng không nhiều, chỉ khoảng tầm 3 đến 40 triệu. Thì nó sẽ hơn kém nhau một số cái điểm, như là phiên bản cao cấp này thì sẽ có bộ tính năng ADAS Toyota Safety Sense, thì có cảnh báo lệch làn này, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ đèn pha tự động. Và ở phần thân xe thì la răng của phiên bản cao cấp này sẽ lớn hơn 1 inch, đèn thì như nhau. Và xe phiên bản cao cấp này sẽ có cả cam 360 nữa, có cam trước, cam sau và cam hai bên gương. Hai phiên bản thì đều có cảnh báo điểm mù, đều có nút cảm biến mở xe ở đây. Còn ở trong phần nội thất về xe thì chúng ta sẽ có các cái chức năng khá là hiện đại, như là cái màn hình giải, màn hình đa thông tin 7 inch ở đây và màn hình giải trí 9 inch. Ngoài ra thì có các cái chức năng khác như là gập gương tự động này anh chị, có đèn pha thích ứng, có cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo tiền va chạm và cái chức năng ổn định thân xe, đèn tự động, có các cái phím để điều chỉnh các cái thông tin trong màn hình đa thông tin ở đây. Mình sẽ xem được rất nhiều thông tin của xe và tăng giảm âm lượng, bật tắt camera 60. Đó, đây camera 60 của xe. Và đây là cái phím để điều khiển cái cụm màn hình giải trí và đây là điều chỉnh được cái thông tin về chế độ lái. Còn về các cái cụm điều hòa thì như nhau, hai xe đều được trang bị là điều hòa tự động. Điều chỉnh bật auto lên thì chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ thôi và gió sẽ tự động điều chỉnh lại cho anh chị. Còn ở phần bên dưới thì sẽ có là hộp số tự động vô cấp, trên cả hai phiên bản đều là hộp số tự động vô cấp, có vô cấp kép luôn anh chị ạ, và có thêm cả phanh tay điện tử cộng với auto hold. Bên dưới này thì sẽ là sạc không dây. Ghế của chúng ta thì sẽ được sử dụng là ghế dạng da pha nỉ và cái chất lượng nỉ rất cao cấp. Ngồi mùa hè này thoáng hơn cả, thoáng rất nhiều so với cả ghế da. Và từ đầu cũng như các cái vị trí mà hay cần vệ sinh ý, thì sẽ được bọc da ở đây. Xe của Toyota Veloz thì sẽ được trang bị thêm cả hai dàn lạnh ở phía bên trên này để làm mát cho người thứ hai và thứ ba. Ghế một cái đặc biệt và nổi bật so với các phân khúc xe MPV thì chiếc xe Toyota Veloz này sẽ có các chức năng là ghế sofa. Có nghĩa là nó có 3 cái chế độ ngả ghế. Thứ nhất là cả 3 hàng ghế như thế này, hàng ghế thứ 2 và hàng ghế thứ 3. Tuy nhiên là khi mà anh chị cần sử dụng để chở đồ thì mình có thể gập cả hàng ghế thứ 2 vào hàng ghế thứ 3 vào thành một mặt sàn để mình chở đồ. Và cái chế độ thứ 3 là chế độ ghế sofa, là mình có thể ngả cái lưng ghế thứ 2 này để nó kết hợp với cả hàng ghế thứ 3 thành một cái ghế sofa như một chiếc giường ở trên xe luôn. Rất là rộng. Và một cái đặc biệt của cái chiếc xe Toyota này thì Veloz nói riêng và Toyota nói chung thì cái không gian của bên trong nó rất là rộng rãi. Kích thước chỉ rơi vào 4m4 thôi. Nhưng mà cái thiết kế vuông vắn, thiết kế rất là tối ưu khoa học thì cái nội thất trong xe ngồi rất là rộng rãi. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là các cái thông tin về xe. Thì vui lòng anh chị liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình để em có thể tư vấn anh chị được cụ thể hơn. Em xin phép anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.